Chào mừng quý vị quay trở lại với phần tiếp theo của chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh FBNC. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web đồng tiền thông minh fbnc.com hoặc là facebook.com/đồng tiền thông minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc thảo luận về chủ đề đào tạo nhân sự. Vâng, thưa anh chị, theo kinh nghiệm của hai anh chị trong việc đào tạo nhân sự thì đâu là những cái sai lầm mà người quản lý nhân sự hoặc là những trưởng phòng thường mắc phải trong vấn đề đào tạo? Theo cái mà quan sát và cái kinh nghiệm của tôi ấy, thì cái sai lầm nhất ấy, đó là như là tôi vừa nói, đó là cái đào tạo mà mọi người được nghĩ rằng tách rời ra. Cái đấy là tức là họ tách rời, tức là đào tạo khác tuyển dụng, đào tạo khác đánh giá. Và cái tôi muốn nói đó là cái đào tạo nó cần phải được tích hợp chung vào. Và cái vấn đề thứ hai nữa là mọi người có một cái sai lầm nữa là họ nghĩ rằng ấy, là đào tạo chỉ khi nào xảy ra khi mà chúng ta có vấn đề. Nhưng mà thực sự ra đào tạo khi mà nhìn rộng ra, ví dụ như trong một phòng ban chúng ta có 40 anh nhân viên bán hàng. Thế thì nếu như mà 40 anh nhân viên bán hàng đấy không được đào tạo đầy đủ thì cái năng suất sẽ giảm đi rất là nhiều. Và như vậy, đấy là cái lý do tại sao các cái đơn vị nước ngoài và các cái đơn vị FDI có vốn nước ngoài họ rất là quan tâm đào tạo, bởi vì rằng là cái chi phí lương cho nhân viên rất là lớn. Nếu như mà anh, tức là tôi đã mất ví dụ như là 100.000 đô tiền lương rồi, tôi sẵn sàng bỏ thêm 20.000 đô để đào tạo nữa để đẩy cái năng suất của người nhân viên lên thêm 5 hay 10%. Và đây thì nó có một cái lý do nữa là cái năng lực hay là cái tổng của một cái hệ thống ấy, nó lại không phụ thuộc vào cái người giỏi nhất mà nó phụ thuộc vào cái người yếu nhất. Thành thử ra là chúng ta phải đào tạo cho những người yếu nhất, cho những người nhân viên ở dưới. Theo quan điểm của tôi thì tôi cũng xin bổ sung thêm cái ý của anh Tuấn Anh rằng là cái quan điểm sai lầm của các công ty thường là về chiến lược, tập trung về chiến lược đào tạo. Chẳng hạn như các công ty thì họ thường nghĩ rằng chi phí đào tạo nó là một khoản chi phí, chứ họ không nghĩ rằng đây là một cái khoản đầu tư cho cái việc mà phát triển cái nguồn lực cho công ty. Do đó là khi mà công ty tình hình kinh tế mà có những cái khó khăn thì cái chi phí đầu tiên mà các công ty thường nghĩ đến là họ cắt đi cái chi phí đào tạo. Và tôi nghĩ đây là một cái quan điểm rất là sai lầm. Và trong thời gian tới thì tôi cũng mong rằng là với những cái nhiều cái tài liệu hơn để mà cho các trưởng phòng nhân sự, các công ty họ nhận thức rõ được đào tạo nó phải là một cái sự tập trung lâu dài, ngay cả trong tình huống mà công ty cũng có những khó khăn thì vẫn có một cái khoản kinh phí dành riêng cho đào tạo và có một cái lập kế hoạch từ đầu năm, thì chắc chắn thì công ty nó sẽ không rơi vào cái tình trạng khó khăn về cái mặt ngân sách. Tôi đã từng nghe một số lãnh đạo doanh nghiệp, một số các giám đốc doanh nghiệp đã từng nói rằng là họ quan ngại rằng liệu họ bỏ quá nhiều chi phí đầu tư cho việc đào tạo thì khi mà nhân viên đó trưởng thành và tốt hơn, cải thiện khả năng hơn thì khi đó họ lại mất nhân viên đó vào tay đối thủ. Thì không biết là chị bình luận như thế nào về vấn đề này? Nếu như chúng ta nhìn nhận là cái đào tạo chỉ là cái việc mà chúng ta lấy những khóa về thì cái đấy là cái quan ngại nó rất là đúng. Thế nhưng mà đây thì tôi muốn có một cái là chúng ta phải nhìn nhận cái đào tạo ấy, nó không phải là chúng ta nhận từ bên ngoài, mà cái quan trọng, ví dụ như ở trong một trường phòng, cái mà bản chất của quá trình đào tạo đó là cái quá trình mà chúng ta phổ biến và nhân rộng những cái kỹ năng, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của một cái bạn hay là của một tập thể. Ví dụ như ở trong phòng bán hàng chúng ta có một anh chuyên viên bán hàng rất là giỏi, thì cái câu chuyện của cái người trưởng phòng là làm sao có những cái cách thức nào để nhân rộng cái năng lực của anh đấy sang những anh khác. Thế thì khi mà chúng ta nhìn nhận cái đào tạo là tự đào tạo thì cái chi phí và cái đào tạo nó gắn liền công việc thì cái chi phí của nó rất là thấp. Và như vậy là cái việc mà chúng ta lo lắng là chúng ta đào tạo mà nó mất người, chúng ta sẽ không có quan ngại nhiều lắm. Chị nghe nghĩ sao? Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm với phát biểu của anh Tuấn Anh. Tuy nhiên tôi cũng xin bổ sung một cái ý mà theo hướng ngược lại. Có nghĩa tôi nghĩ rằng nếu mà những công ty mà họ muốn phát triển lâu dài, chắc chắn họ phải cần một cái nguồn nhân lực rất là giỏi. Mà nếu mà những nhân viên mà họ làm lâu năm, họ giỏi mà họ chấp nhận làm việc tại công ty thì tôi nghĩ rằng đấy là những nhân viên có thể là thiếu cái sự năng động. Còn những nhân viên giỏi và năng động chắc chắn họ sẽ tìm một cái môi trường mới. Và thường thường cái vấn đề trong cái quá trình mà tôi tuyển dụng thì các câu hỏi mà các ứng viên thường đưa ra với tôi rằng là khi tôi vào đây thì là công ty sẽ có những cái hệ thống, những cái chương trình đào tạo nào cho tôi để mà tôi phát triển được cái lộ trình nghề nghiệp. Đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà công ty đồng ý rằng chỉ những nhân viên mà chỉ làm việc và chấp nhận với những cái gì mà họ đang có thì
chắc chắn rằng những cái nhân viên đó thì trong 5 năm nữa có thể sẽ không còn phù hợp với cái yêu cầu của công ty, bởi vì môi trường xung quanh chúng ta đang thay đổi rất nhiều, thay đổi hàng ngày, và những cái yêu cầu cao hơn về từ khách hàng, những cái cạnh tranh rất lớn từ các đối thủ sẽ không cho các công ty giữ yên cái tình trạng hoạt động hiện tại, mà công ty phải thay đổi. Liệu rủi ro mất người giỏi có khiến cho doanh nghiệp họ cảm thấy là quan ngại khi mà bỏ chi phí đầu tư vào việc đào tạo hay không chứ gì? Họ sẽ phải chấp nhận rủi ro đó. Vâng, chắc chắn là khi anh đầu tư anh sẽ có rủi ro. Tuy nhiên nếu anh không đầu tư thì anh sẽ không bao giờ anh có cơ hội anh sinh lợi. Tôi nghĩ như vậy. Thì cũng giống như là tôi cũng đã trao đổi cái trăn trở, những cái trăn trở của tôi với một số trưởng phòng nhân sự các công ty khác, mà họ có cái việc chi phí, họ bỏ rất là nhiều chi phí vào cái hoạt động đào tạo. Thì các trưởng phòng nhân sự đó nói với tôi rằng đồng ý đó là một sự rủi ro, nhưng nếu anh không đào tạo thì chắc chắn anh sẽ không có người giỏi để làm việc. Còn nếu mà anh đào tạo 10 người thì nếu có 5 người ra đi thì anh vẫn còn 5 người ở lại làm việc với anh. Và sau khi đào tạo về thì các nhân viên đó họ sẽ có những cái sự đóng góp tích cực hơn cho công ty, và những cái sự đóng góp đó cũng là một trong những cái điều kiện là mang về cái lợi nhuận, trả về cho cái chi phí đào tạo của công ty đã bỏ ra. Nó rủi ro mà doanh nghiệp phải chấp nhận. Cảm ơn chị, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thảo luận sau ít phút giải lao. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những quan điểm của các vị khách mời liên quan đến vấn đề đào tạo nhân sự. Mời quý vị có thể xem lại chương trình này trên trang web đồng tiền thông minh fbnc.com hoặc là facebook.com/đồng tiền thông minh. Mong quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ còn quay trở lại với phần 3 sau ít phút giải lao.